Tiếp theo là những thông tin mới cập nhật về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh và cả nước hôm nay. Tại Việt Nam, tính từ 16 giờ ngày 13 tháng 3 đến 16 giờ hôm nay, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 161.262 ca nhiễm mới, trong đó có 113.084 ca trong cộng đồng. Trong ngày cả nước có 108.407 ca được công bố khỏi bệnh. Tại Ninh Bình trên địa bàn tỉnh ghi nhận 1.832 ca bệnh xác định mới trong đó có 1.658 ca mắc tại cộng đồng và 174 ca mắc trong khu phong tỏa. Có 1.362 ca bệnh đã điều trị khỏi và xuất viện trong ngày. Đến nay, toàn tỉnh đã tiêm 2.073.533 liều vaccine phòng COVID-19, trong đó tiêm mũi 3 đạt hơn 562.000 người.